trời Phật bảo hộ, cát tinh cao chiếu, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024, cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két nếu như nắm bắt được ba cơ hội vàng này. Hoan hỷ chào đón quý ông bà, anh chị và đặc biệt là quý tín chủ tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nữ mạng, đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý bạn, đã bao giờ bạn thấy bản thân không biết phải làm gì với cuộc đời này hay chưa? Bạn có lẽ đang thực sự bế tắc, bạn có thể đang cảm thấy thất vọng với cuộc sống, đau thương, đổ vỡ, khó khăn trùng trùng, thậm chí bật khóc giữa đêm thâu. Bạn có thể đang bị mỉa mai trong ngày hôm nay, bị đối xử bất công, đồng nghiệp vùi dập và không biết làm sao để bước tiếp. Nhưng bạn ơi, bạn yên tâm, những ngày tối tăm chắc chắn sẽ kết thúc và mở ra cho bạn một tương lai sáng lạn, tràn trề hy vọng, giàu sang phú quý, trời mưa dông rồi sẽ tan, mọi khó khăn đều sẽ vượt qua. Sau cái màn đêm đen tối là ánh sáng của bình minh, không có gì kéo dài mãi mãi, mỗi một khoảnh khắc đều mang lại cho bạn một khởi đầu mới. Một năm mới sẽ mang lại cho bạn những cơ hội làm giàu mới và điều mà bạn cần làm lúc này là nắm bắt và thực hiện cơ hội đó mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ được chia sẻ đến quý vị và các bạn về vận trình tử vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, với ba cơ hội vàng, thúc đẩy công danh, sự nghiệp, tài lộc viên mãn. Vậy, chi tiết về vận trình cụ thể ra sao, xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nữ mạng. Quý Sửu, sinh năm 1973, hay còn được gọi với cái tên Lan Ngoại Chi Ngưu, tức là trâu ở ngoài chuồng. Năm sinh dương lịch từ ngày mùng 3 tháng 2 năm 1973 đến 22 tháng 1 năm 1974. Năm sinh âm lịch Quý Sửu, thiên can Quý, tương hợp Mậu, tương hình Đinh, Kỷ, địa chi Sửu, tam hợp, tị Dậu Sửu, tứ hành xung, thìn Tuất Sửu Mùi, mạng tang đố Mộc, vỗ thân cây dâu, khắc ốc thượng thổ, con nhà Thanh Đế, số quan Lộc, tân khổ, xương con trâu, tướng tinh con cua biển. Cuộc đời Quý Sửu, sinh năm 1973, nữ mạng, được Phật hư không tạng Bồ Tát bảo hộ, Thích Ca Mâu Ni Phật hộ mệnh, Bồ Tát Phổ Hiền ban phúc, Bồ Tát Văn Thù ban cho trí tuệ. Người tuổi Quý Sửu thông minh, sáng suốt nhưng cũng rất thật thà, chất phác, có chính kiến và không bị lay động trước nhiều luồng tình cảm khác nhau. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Nữ Quý Sửu sinh vào ban ngày sẽ năng động, nhanh nhẹn, giỏi kiếm tiền nhưng lại vất vả hơn những cô nàng được sinh vào ban đêm. Tuổi Quý Sửu sinh vào ban đêm, cả đời sống an nhàn, bình yên nhưng cuộc sống không mấy dư giả, chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Sinh vào mùa đông và mùa xuân là hai mùa thuận sinh, cuộc đời được sung sướng, nhàn hạ, có người còn được cả vinh hoa, phú quý vì có chỗ dựa vững chắc lâu dài. Xét theo can chi, địa chi, cân xương đoán số, bốn lượng sáu chi, tuổi Quý Sửu đi đâu cũng đều đạt hanh thông, nhất là đổi họ rời nhà lại càng thịnh vượng, ăn mặc đầy đủ, tự số trời định sẵn. Xét theo thiên can địa chi, nữ mạng tuổi Quý Sửu là người phụ nữ kín đáo, hiền dịu nhưng cũng đầy kiên nhẫn, họ siêng năng, cần cù, dễ tạo dựng sự nghiệp và mái ấm gia đình hạnh phúc, thường là chỗ dựa cho nhiều người, tuy tiền vận Quý Sửu khá vất vả, phải tự mình phấn đấu vươn lên. Cuộc sống thăng trầm nhiều sóng gió, nhưng vào trung và hậu vận, an nhàn và thanh thản hơn, nhờ sự tương hợp của ngũ hành giữa can và nạp âm. Những người cuối Quý Sửu, sinh năm 1973, xét theo ngũ hành thuộc mộc, nữ mạng này thường có tính cách lanh lợi, hoạt bát, cũng rất dịu dàng, tháo vát. Họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ quanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng rất tốt bụng, vô tư giúp đỡ bạn bè, chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách người tuổi Quý Sửu, nữ mạng, lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá, nên rất dễ đắc tội với mọi người, đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của bạn. Người tuổi Quý Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền, họ ghét những lời nói ngon ngọt, nịnh bợ của người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật, bởi vậy không ai biết những kế hoạch họ đang làm. Tuổi Quý Sửu nữ mệnh là những người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm,
họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Vận mệnh người tuổi Quý Sửu nữ mạng khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ, mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình, đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Đối với tuổi Quý Sửu, nữ mạng, gia đình là nơi thiêng liêng, gắn bó suốt cuộc đời của một con người, bởi vậy họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ. Dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương những thành viên trong gia đình của mình. Đặc biệt, tuổi Quý Sửu rất chung thủy, âm thầm và ấm áp, họ luôn biết cách nhường nhịn, chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để những người thân của mình phải gặp thiếu thốn. Kết hôn với phụ nữ tuổi Quý Sửu, bạn sẽ là người may mắn nhất thế gian, cô ấy là con người của gia đình, hiền thục, đảm đang, sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình của mình. Nếu như bạn luôn bận rộn với công việc của mình, thì phụ nữ tuổi Quý Sửu sẽ là hậu phương vững chắc nhất, giúp bạn chăm sóc cho ngôi nhà thân yêu. Dù có phải trải qua những thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống, phụ nữ tuổi Quý Sửu sẽ luôn là người ở phía sau ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh, giúp bạn vượt qua thử thách. Tóm lại, cuộc đời tuổi Quý Sửu nữ mạng, nhờ có tâm tính hiền lành, cuộc sống không bị cực khổ, thường có quý nhân giúp đỡ, nhưng duyên phận thường gặp trắc trở, khó khăn. Thời trẻ thường gặp nhiều sóng gió, nhưng đều thuận lợi, vượt qua hậu vận tốt lành. Bước vào giai đoạn này, sự nghiệp của bạn cũng hanh thông, tài lộc dồi dào, gia đạo bình an, con cái bạn cũng được thành đạt, biết phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ, khiến đời sống của bạn càng an nhàn và hạnh phúc. Xét tổng quan tử vi nữ mạng, tuổi Quý Sửu trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nữ mạng tuổi Quý Sửu theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, quý gặp giáp tương hợp, công việc làm ăn có thể mở mang thêm đôi chút, lúc hoạn nạn gặp đúng người tương trợ. Xét về địa chi, Sửu gặp Thìn Lâm cục diện phá thái tuế, đề phòng vướng thị phi, thậm chí kiện tụng pháp luật, gây hao tổn tiền của. Xét về ngũ hành, bản mệnh được lưu niên tương sinh, vận khí vượng, lúc khó khăn nguy khốn, có người đứng ra ứng cứu, công việc tưởng chừng vất vả nhưng lại thu về thành quả đáng mừng. Tiểu kết, năm 2024 này không phải là một năm quá thuận lợi đối với tuổi Quý Sửu, nữ mạng, bạn có thể gặp phải nhiều khúc mắc trong công việc hoặc trong chuyện làm ăn. Song may mắn có quý nhân tương trợ, vấn đề có thể được giải quyết ít nhiều, thậm chí có người có thể mở mang công việc được đôi chút. Xem tử vi Quý Sửu, sinh năm 1973, nữ mạng, theo sao hạn. Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Quý Sửu nữ mạng, gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Thái Dương chính là tinh quân tốt nhất trong số 9 cửu diệu chiếu mệnh hàng năm, chủ về an khang thịnh vượng. Người được sao này chiếu thì tài lộc, tiền tài, của cải chất như núi, đi làm ăn xa được nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, nhất là với nam giới vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Sao Thái Dương là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ mạng, khi được sao này chiếu mạng, sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc. Nữ mạng tuổi Quý Sửu được sao Thái Dương chiếu mạng cũng rất tốt, được người bạn đời gánh vác lo toan mọi việc, ngày càng khỏe mạnh và duyên dáng. Có thể gặp tai ách vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, nhưng vì đây là phúc tinh nên cũng không đáng quan ngại. Vận hạn của sao Thái Dương được thể hiện trong bài thơ sau. Thái Dương chiếu mệnh năm nay, tháng 10 tháng 6 có mà tiền vô, cầu trời lạy Phật Nam Mô, sao tốt ở phải cây khô ra chồi, sao tốt vận xấu than ôi, Thái Dương Thái Bạch đi đôi khác gì. Hạn nặng phải trắng kẻo nguy, chú ý sao tốt mắt thì họa lây, Thái Dương thuộc mộc lá cây, mùa thu kỵ lắm khắc ngay với mình, ăn ở ngay thẳng thật tình, làm ăn tấn tới quang minh phát tài. Thái Dương chính là mặt trời thuộc hành hỏa, nên chiếu theo ngũ hành, có quan hệ tương sinh với mộc, bình HAA với hỏa, tương khắc với thủy, sinh xuất với thổ. Do đó, sao Thái Dương kỵ các màu thuộc hành thủy là đen, xanh da trời và màu thuộc hành thổ là nâu, vàng. Sao Thái Dương hợp với các màu thuộc hành hỏa là đỏ, hồng, tím và màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Nữ mạng gặp sao này kỵ nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, có thể gặp tai ách, xui rủi, nhưng vì đây là phúc tinh nên không đáng lo ngại. Xem tử vi nữ mạng tuổi Quý Sửu theo niên hạn. Năm 2024, nữ Quý Sửu gặp hạn địa võng. Nếu như thiên la có nghĩa là lưới trời, thì địa võng chính là lưới đất, địa là đất, võng là lưới, thiên la địa võng mà đứng cạnh nhau thì được hiểu là lưới của trời đất.
Người xưa có câu, nếu mệnh thân nào đặt ở hai cung này, thì mãnh hổ cũng hóa cọp giấy, phượng hoàng mạnh mấy cũng chỉ là phượng hoàng lửa. Nói về tính chất tốt của sao Địa Võng, người xưa đã đúc kết qua hai câu thơ sau đây. Địa Võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Ý nghĩa của hai câu thơ này là dùng để chỉ những người gặp phải hạn Địa Võng sẽ có nhiều nỗi buồn rầu trong cuộc sống, dù đúng hay sai cũng dễ bị hiểu lầm, dễ vướng vướng vào phải những chuyện thị phi, rắc rối. Đó cũng là lý do khiến tâm trạng của người bị hạn Địa Võng trở nên nặng nề hơn, luôn cảm thấy đau buồn, phiền lòng. Một số ảnh hưởng nhất định của hạn Địa Võng như sau. Ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm, các mối quan hệ ngoài xã hội có thể bị rạn nứt do xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm. Mối quan hệ với các thành viên trong gia đình cũng khá căng thẳng, tạo cảm giác khá mệt mỏi, buồn rầu, chán nản, ảnh hưởng đến kinh tế. Công việc làm ăn kinh doanh gặp nhiều khó khăn, dễ bị kẻ xấu hãm hại, bị lợi dụng tiền bạc, lợi dụng làm việc trái với lương tâm nên dễ vướng vào vòng lao lý, tiền mất tật mang. Tai nạn bất ngờ, đó có thể là tai nạn do người lạ mang đến, do sự chủ quan và bản tính dễ tin người gây ra, hiểu nôm na là tai bay vạ gió từ trên trời rơi xuống. Ngoài ra, người ta có câu, răng địa võng, ý nói là bùa vây kín mít. Vì vậy, cách giải hạn Địa Võng không phải là dễ, nhiều người gặp hạn này, dù ít dù nhiều vẫn gặp những rắc rối, nặng thì kiện cáo hầu tòa, nhẹ thì bị chê bai, hoặc công an giao thông xử lý vi phạm lỗi giao thông, hoặc nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Có câu lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt là vì thế, gặp năm có hạn Địa Võng, nhiều tài liệu thời xưa ghi chép lại cách giải hạn Địa Võng rằng gặp thị phi, khẩu thiệt, chớ nên đi với ai vào lúc trời tối, không nên cho người khác ngủ trọ, tránh mua đồ lậu, hàng quốc cấm. Như vậy, rõ ràng Địa Võng vốn là hệ thống những quy định, quy ước, chuẩn mực về đạo đức và hệ thống luật pháp, quản lý xã hội. Khi vướng mắc nhẹ thì bị lên án phê bình của dư luận, nặng thì bị xử phạt trước pháp luật. Không nên đi với ai trời tối, tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch, nhất là quan hệ nam nữ, tình ngay lý gian, thậm chí người đó rất có thể là tội phạm mà có thể sẽ liên lụy tới bản thân. Chớ cho ai ngủ trọ, miệng lưỡi thế gian vốn như sóng biển, nhiều người nhàn rỗi hiểu sự thường, coi thói quen đơn đặt, bịa tạc, thêm giấm, thêm ớt, dù cho chuyện không có gì cũng sẽ thành có, ăn đứng dựng ngược. Chưa kể việc cho người khác ngủ trọng mà người đó tàng trữ buôn bán đồ cấm hoặc vừa phạm tội bỏ trốn, rất dễ mắc tội tòng phạm, liên đới bị lây họa. Đặc biệt tàng trữ trái phép hàng lậu, đồ quốc cấm thì rõ ràng là phạm pháp rồi, có bị xử lý cũng không hề oan uổng. Vận niên năm 2024 của tuổi Quý Sửu, nữ mạng. Năm 2024, tuổi Quý Sửu nữ mạng gặp vận niên, khuyển cuồng phong hay cẩu cuồng phong là cháu bị gió giữ hay trúng gió nên là năm xấu, gặp một năm không tài lộc, sức khỏe kém, nhiều hoạn nạn. Nếu năm ngoái là năm lận đận thì chắc chắn năm nay lo âu vẫn còn tồn tại, có thể năm nay gặp nhiều khó khăn nhưng bạn hãy kiên cường vượt qua thì sẽ khắc phục được hạn này và thành công. Về tình cảm, đừng để trong lòng lúc nào cũng tự ái, nên nghĩ đó là điều tốt để mình cố gắng, nên nhẫn nhịn một chút để sóng yên gió lặng. Xem vận hạn năm 2024 tuổi Quý Sửu nữ mạng, theo tuổi âm. Thái tuế năm 2024. Nữ tuổi Quý Sửu phạm phá thái tuế, việc làm ăn trục trặc, khó thuận ngay từ đầu. Tam tai năm 2024. Tuổi Quý Sửu nữ mạng, không phạm tam tai, vận trình năm bớt phần hung hiểm, đương số chủ động công việc làm ăn, tiền bạc ngày càng một gia tăng. Kim lâu năm 2024. Nữ tuổi Quý Sửu không phạm kim lâu, tốt, có thể đứng ra lo liệu việc lớn trong nhà. Hoang ốc năm 2024. Quý Sửu nữ mạng không phạm hoang ốc, có thể đứng tên khi xây dựng hoặc mua nhà cửa. Tiểu kết. Năm 2024, nữ mạng Quý Sửu, sinh năm 1973, được khuyên không nên mở mang việc làm ăn do hạn phá thái tuế treo trên đầu. Việc làm ăn khó bề suôn sẻ ngay từ đầu, như mong muốn rất cần sự quyết tâm để không bỏ dở giữa chừng. Đánh giá chung về tử vi năm 2024 tuổi Quý Sửu nữ mạng. Người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nữ mạng, có thể sẽ phải trải qua một năm đầy thách thức khi mọi phương diện cuộc sống đều xảy ra vấn đề. Bạn nên bình tĩnh, tin tưởng vào bản thân, từ đó có cách nhìn nhận và giải quyết chính xác mọi vấn đề. Xét về mặt sự nghiệp, tử vi tuổi Quý Sửu năm 2024 nhận định con đường sự nghiệp của đương số không quá thuận lợi,
do phải chịu tác động lớn của cục diện phá thái tuế. Vì thế cần hết sức cẩn thận trong mọi việc, tránh chủ quan lơ là, dù là công việc quen thuộc đi chăng nữa. Thời điểm đầu và giữa năm, bạn thường gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí kẻ tiểu nhân còn xuất hiện cố tình gây phiền phức cho bạn, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. Đây là lúc bạn cần tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thật sự tốt với mình, ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận, rồi ngấm ngầm gây họa. Khi đã tìm ra được gốc rễ của mọi vấn đề, bạn mãnh nên bình tĩnh để có cách giải quyết mọi việc cho hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng cần phải chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người, giữ vững chính kiến của mình là tốt, song nếu bảo thủ, không biết tiếp thu kiến thức, không phải là hay. Chính con giáp này cũng sẽ không muốn mình mãi dậm chân tại chỗ đâu, đúng không ạ? Hãy tin rằng sự cố gắng của bạn sẽ luôn được đền bù xứng đáng, đừng vì khó khăn mà nản lòng, sau mỗi cơn mưa lại có cầu vồng ngay thôi. Dù đầu năm bản mệnh gặp không phải ít khó khăn, nhưng sau đó nhờ có thái âm cát tinh soi đường, chỉ lối, tuổi Quý Sửu sẽ dần dần bắt kịp được với guồng quay công việc, lại thêm cát tinh chính quan, cho thấy sự nỗ lực của bạn luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Cuối năm, bạn có cơ hội được hết thưởng, thậm chí thăng quan nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, dù trong hoàn cảnh nào, hãy luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi người, không đẩy các mâu thuẫn lên cao, khiến mối quan hệ và cả công việc lâm vào bế tắc. Xét về mặt tài lộc. Năm 2024, việc kiếm tiền của đương số vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thậm chí cả những cạm bẫy về tiền bạc, cục diện tương phá thái tuế. Cảnh báo cho cạnh tranh có xu hướng tăng lên rõ rệt, nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán sẽ vấp phải không ít chiêu trò từ đối thủ, lợi nhuận cũng sẽ hao hụt, khó đạt mức như kỳ vọng. Tài vận vẫn chưa thật sự ổn định, lại thêm hung tinh kiếp tài, chủ về hao tài xung chiếu, nhắc nhở người cầm tinh con trâu cần đề phòng mất tiền mất của. Đầu tư kinh doanh trong năm phải toan tính thật thận trọng, kẻo sai một ly đi một dặm. Với người làm công ăn lương, công việc trì trệ có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Hơn nữa, có thể vì sự chủ quan trong công việc đánh giá tình hình, nên bạn còn có thể bỏ tiền túi ra để đền bù thiệt hại. Đã đến lúc tuổi Quý Sửu nữ mạng, bạn cần chậm lại một chút để có thể suy xét kỹ hơn khía cạnh liên quan đến công việc và thu nhập hiện tại. Ngoài ra, hung tinh cũng sẽ gây tiêu hao về tiền bạc, bạn nên chi tiêu hợp lý, hạn chế mua sắm hay cho vay mượn không đúng mục đích để tránh khiến tiền của hao hụt càng nhiều. Hãy quản lý tốt túi tiền của mình trước khi có suy nghĩ giúp đỡ người khác. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. May mắn được gặp ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành của năm 2024, lại có cả hai cát tinh đại cát là Hồng Loan và Thái Dương chiếu mệnh, đường tình duyên của tuổi Quý Sửu nữ mạng, đón nhiều tin tích cực. Các cặp đôi cũng tháo gỡ được nhiều hiểu lầm không đáng, đôi bình, trở thành nhiều điểm tựa tinh thần, hỗ trợ cho nhau nhiều mặt trong cuộc sống. Những điều này giúp mối quan hệ thêm ngọt ngào, vợ chồng đồng lòng, cha mẹ và con cái có tiếng nói chung, góp phần giúp gia đạo êm ấm. Những niềm vui đến từ tinh thần, phần nào cũng giúp bản mệnh giải tỏa được áp lực về mặt cơm áo gạo tiền trong cuộc sống thường ngày. Hạnh phúc quả thực có thể tạo ra sức mạnh lớn lao để bạn dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn. Về mặt sức khỏe, tử vi năm 2024 nhận định hung vận trong năm khá lớn, nhắc nhở Quý Sửu, nữ mạng cần đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình. Trạng thái tinh thần có phần sa sút do áp lực công việc và những lo toan cuộc sống, Quý Sửu nữ mạng nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe thường ngày, nên điều tiết tâm lý, tránh những kích thích không cần thiết. Bạn nên tư duy theo chiều hướng tích cực hơn, khi đó mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng. Trong năm, cần đặc biệt lưu ý vấn đề an toàn khi đi lại, tham gia giao thông. Đặc biệt, những quyết định quan trọng như làm nhà, tổ chức cưới hỏi cho con cháu đều cần phải xem ngày đẹp tháng lành trước khi tiến hành để tránh vận hạn, khiến mọi chuyện đổ bể, gặp xui xẻo, quý chị Quý Sửu nhé. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nữ mạng Quý Sửu, sinh năm 1973. 1. Cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Thái Dương là cát tinh, do đó sử dụng những cách dưới đây sẽ giúp phát huy được cát tinh của tinh tú này, hỗ trợ tốt cho vận trình năm Giáp Thìn của quý bạn cụ thể như sau. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng, bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mạng cũng đều sẽ gặp điều không may.
cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân, hành xử khiêm tốn. Đặc biệt, cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mặt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu để kẻ khác cướp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, nữ mạng tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. 2. Cách hóa giải hạn địa võng. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán, kinh doanh rõ ràng và minh bạch, nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua, tránh điều đáng tiếc xảy ra, luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau. Đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách, dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại, thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra, rất nguy hiểm, đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền, hoặc ngủ nhờ qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Quý Sửu nữ mạng trong năm 2024 này. Cuộc sống này vốn dĩ không công bằng, nhưng lại rất công bằng. Nếu bạn cảm thấy mình không may mắn trong một vài chuyện, thì đừng vội buồn chán và thất vọng, bởi cuộc sống sẽ ban tặng cho bạn những điều khác từ chính những điều không may đó, như sự cân bằng vốn dĩ của nó. Khó khăn và thử thách là hai yếu tố cần thiết để cho con người ta trưởng thành lên, giống như thép được nung nóng trong lò, đến hàng nghìn độ, sau đó tôi luyện cho đủ độ cứng và khả năng chịu lực mới đem ra sử dụng. Con người có trải qua được thử thách gian nan mới có đủ bản lĩnh, đứng vững trong cuộc đời nhiều thăng trầm dâu bể này. Cuộc sống là một chuỗi những khó khăn, thử thách mà dù muốn hay không, ai trong chúng ta cũng đều phải đối mặt. Tuy vậy, vấn đề ở đây không nằm ở chỗ tính chất của những khó khăn, thử thách đó, mà chính là việc ta đối mặt với chúng như thế nào. Trốn tránh, chùn bước, mặc cho những thử thách ấy đánh bại hay để chúng tiếp thêm sức mạnh cho bạn, cũng như lòng kiên nhẫn và ý chí vững vàng tiến về phía trước, câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào cách nhìn nhận của bạn về cuộc sống. Khi gặp một tình huống không như mong muốn, thay vì cảm thấy thất vọng, chán nản, hãy thử nhìn nhận nó ở khía cạnh tích cực hơn xem sao. Chính những thay đổi trong suy nghĩ sẽ giúp bạn có thêm cơ hội để rèn luyện lòng kiên nhẫn, sự bao dung cũng như cách đối nhân xử thế trong cuộc sống. Mỗi khó khăn thử thách của cuộc sống là một cơ hội mà bạn có thể tận dụng để hoàn thiện mình. Hoàn cảnh không tạo ra con người mà chỉ là yếu tố giúp con người khám phá ra những giá trị thật sự của bản thân họ mà thôi. Đặc biệt là bạn hãy tạo cho mình những thói quen tốt, bởi tâm thái chính là một trong những yếu tố quyết định đến hành động của chúng ta. Hành động lặp đi lặp lại sẽ tạo ra thói quen, hình thành tính cách, từ đó quyết định số phận của chúng ta. Thói quen không dễ được hình thành, cần có sự hành động kiên trì, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhờ vậy mới có thể hình thành nên một cơ chế cố định. Muốn tạo ra một cuộc sống tươi đẹp, hãy không ngừng thay đổi tư duy, khai mở tâm trí, hành động tốt đẹp và giảm bớt thói quen xấu, đó chính là bước đệm để tâm người nhẹ nhõm, khoáng đạt hơn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.